11. Phẩm ma sự. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, ngài nói các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, khi tu công đức hay gặp nhiều việc trở ngại. Những gì gọi là các việc trở ngại? Phật dạy, này thiện hiện, việc trở ngại đó là các việc ma. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là việc ma của Bồ Tát? Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi muốn giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, có lúc nói pháp chính yếu có biện tài mà lâu mới phát sanh, hoặc nói pháp chính yếu có biện tài vội vàng phát khởi, hoặc nói pháp chính yếu có biện tài phát sanh quá lượng, hoặc điều muốn nói chưa xong liền ngưng, hoặc nói pháp chính yếu ngôn từ lộn xộn, hoặc nói pháp chính yếu ngôn từ gián đoạn, hoặc khi nói pháp khởi lên những điều không tốt, làm cho những điều muốn nói không được tùy tâm, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi biên chép kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, ở ngáp uể oải cùng nhau cười giỡn, khinh lấn lẫn nhau, thân tâm dao động, rối loạn, mất chánh niệm, văn cú lộn xộn, mê mờ về nghĩa lý, chẳng được thấm nhuần pháp vị, sanh tâm nhàm chán, bỏ tắt ngang, tranh cãi, chống báng lẫn nhau, vì những sự kiện này nên biên chép không xong, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu lúc đại Bồ Tát thọ trì đọc tụng tư duy tu tập nói và nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hoặc ở ngáp uể oải cùng nhau cười giỡn, khinh lấn lẫn nhau, thân tâm dao động, rối loạn, mất chánh niệm, văn cú lộn xộn, mê mờ vẻ nghĩa lý, chẳng được thấm nhuần pháp vị, sanh tâm chán bỏ tắt ngang, tranh cãi chống báng lẫn nhau, do những sự kiện này nên việc làm không thành tựu, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào khi nghe thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa mà suy nghĩ thế này, ta ở trong đây không được thọ ký nên nghe làm gì, hoặc suy nghĩ trong đây chẳng nói tên ta thì nghe làm gì, hoặc suy nghĩ trong đây chẳng nói đến thành ấp xóm làng nơi sanh của ta thì nghe làm gì, vì những lý do này nên tâm chẳng thanh tịnh, tâm không đoái hoài, từ chỗ ngồi chán nản bỏ đi, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Thiện hiện nên biết, đại Bồ Tát nào khi nghe thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, tâm chẳng thanh tịnh, chán bỏ đi, tùy theo tâm chẳng thanh tịnh của vị kia khởi lên chán bỏ kinh này, mà bước đi bao nhiêu bước thì giảm bấy nhiêu kiếp số công đức như vậy và chuốc lấy bấy nhiêu tội ngăn sự giác ngộ. Người đó đã chịu tội rồi, trải qua thời gian cũng như vậy, phát tâm siêng năng tinh tấn, tu các hạnh khổ khó làm của Bồ Tát mới có thể trở lại như cũ, vì thế gọi là việc ma của Bồ Tát. Này thiện hiện, đại Bồ Tát nào buông bỏ kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dẫn đến trí nhất thiết trí mà học các kinh điển khác, tùy thuận nhị thừa không thể dẫn đến trí nhất thiết trí, rời bỏ cội rễ mà vin vào cành lá, nên biết đó là việc ma của Bồ Tát. Vì sao? Vì kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể sanh các công đức thủ thắng thế gian và xuất thế gian của đại Bồ Tát, do đó có thể dẫn đến trí nhất thiết trí, có công dụng và thế lực lớn, ví như gốc cây, các kinh điển khác không có công dụng như vậy. Ví như công năng của cành lá không thể vượt hơn được, nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa tu học kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, tức là tu học các công đức thủ thắng thế gian và xuất thế gian của tất cả chúng đại Bồ Tát trong tiến đến trí nhất thiết trí. Nếu các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa buông bỏ kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa để cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa, tức là buông bỏ tất cả các công đức thủ thắng thế gian và xuất thế gian của chúng đại Bồ Tát, không bao giờ đạt đến trí nhất thiết trí. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này, phước tuệ ít ỏi, bỏ gốc tìm ngọn, thế nên gọi là việc ma của Bồ Tát. Thiện hiện nên biết, như chó đói ngu si, bỏ chủ cho ăn, trở lại theo tôi tớ cầu xin miếng ăn. Vào thời tương lai, có các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, bỏ kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, căn bản của trí nhất thiết trí để cầu học kinh điển tương ưng nhị thừa cũng lạ như vậy. Vì sao? Vì các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa này trí tuệ hiểu biết ám độn, nên bỏ kinh điển tương ưng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa có thể dẫn trí nhất thiết trí, mà cầu học kinh điển dẫn đến công đức thanh văn độc giác chắc chắn không thể đạt được trí nhất thiết trí.
Vì sao? Vì kinh điển tương ưng thanh văn độc giác chỉ là điều phục tự thân được vắng lặng, đẻ ra khỏi khổ sanh tử, đạt đến niết bàn an lạc. Tinh tấn tu học kinh điển như vậy dẫn đến căn lành, cứu cánh chỉ được trụ địa nhị thừa, tự lợi viên mãn. Kinh điển tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, cứu giúp khắp tất cả hữu tình ra khỏi sự khổ sanh tử, được niết bàn an lạc. Tinh tấn tu học kinh điển này dẫn đến căn lành cứu cánh, đạt đến trí nhất thiết trí, đem lại lợi ích an vui cho tất cả hữu tình. Này thiện hiện, ví như có người muốn xem voi chúa thân hình lớn hay nhỏ, thuộc loại mạnh mẽ hay yếu đuối, được thấy voi mà người ấy không xem, lại đi tìm dấu chân của nó. Ý ông thế nào, người đó có thông minh không? Bạch